chào quý vị khán giả đến kính chào quý vị khán giả đến kênh của Trần Nơi. Hôm nay Trần Nơi sẽ gửi đến cho quý vị khán giả và cô bác gần xa qua một bài hát được mang tên Vợ Chồng Quê. Một lần nữa kính mời quý vị khán giả cùng thưởng thức. Chồng con lớn hồi vừa chín cây, nhà ở cuối xóm Tây, cha làm ruộng từ ngày đất quan. Cảnh cơ hàng ngày qua tháng lại tình thâm nặng tình. Cuộc sống đơn sơ như số phận của đôi mình, em 18 tuổi mà chưa một lần mai áo mới, anh 20 rồi da sạm nắng đồng khô. Cha mẹ dạy em thường làm thân con gái phải biết giữ gìn nết hạnh dễ thương, để một mai hai đứa được chung đường mình an phận trong cuộc đời cái. Em vẫn ước cao cuộc sống tầm thường của đôi vợ chồng quê, trong căn nhà nhỏ nhỏ bên sông gió lòng tư bề, anh ra đồng khi gà chưa gáy sang, em vợ con gói chặt giữa mò cao. Ao ước đó bao giờ em có được, để một lần mặc áo mới du quê, để nhìn mẹ lấy chầu lao nước mắt và dạy con rằng xuất gia phải tầm phú. Những buổi trưa lòng em ra vườn sau thăm mùa ổi chín, ổi chín quằn cây tình thêm chiếu nặng, nhìn khuya đồng xa ruộng nắng cũng xanh cao cho lúa được mùa,
năm này ăn mai thêm quần áo mới. Đám cưới xong rồi mình xếp lại cất vào hương. Chàng rể mặc áo bà ba dạy ô, cô dâu rụt rè đi guốc chưa quen. Bà con hai họ nhìn nhau hớn hở, mẹ nắm tay con căn dặn biết bao lần. Vợ chồng quê không biết lời tình tự, chỉ nhìn nhau bằng đôi mắt lo âu. Sợ ông mai cật dân đủ điều, sợ chàng rể không đủ lời đối đáp. Đám cưới qua sông cầu tre mây dịp, lũ trẻ reo hò giọng điệu dân tiên. Nguyệt Nga nay đã theo chồng, bỏ dân tiên lại bên sông một mình. Con gái theo chồng vừa lòng cha mẹ, chút ít cao trầu đẹp và đôi bên. Dân tiên chàng hỏi dân nàng hỏi tình thâm nặng tình. Quý vị khán giả và bà con cô bác gần xa vừa nghe xong bài hát Vợ chồng quê. Hôm nay thời tiết cũng hơi xấu rồi bà con, nhà gió quá, gió mạnh quá, chắc không biết nghe âm thanh nghe có rõ không. Thì đến đây chẳng nên xin nói lời chào tạm biệt. Nếu quý vị khán giả có thương dần lên và mong quý vị khán giả ủng hộ cho kênh bằng việc đăng ký cho kênh của Trần Nên, và một lần nữa Trần Nên xin thành thật cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại lần sau.